Rồi xin kính chào toàn thể anh em đến với kênh YouTube Phụ Tùng Rã Xe Lắm Bến Tre. Số điện thoại của em là 0939530347. Thì hôm nay em rã con phiêu chồng một anh em, tại chiều mưa quá là làm không kịp. Rã con này đi, con này thì ít đồ. Rồi sau đây em sẽ đi vào chi tiết báo giá cụ thể cho anh em luôn. Con này tình trạng nó chạm hết anh em, nhưng mà nồi đi ngon lắm, đi nhẹ mà không có hú ha. Rồi em bán mão cho anh em luôn. Rồi anh em mua hàng lần đầu bên em vui lòng cọc phí ship ha. Rồi đầu tiên là đây là bộ áo của xe bộ hổm rã nè. Áo này thì giá rẻ nè, cho anh em về lấy phôi hàng ha. Có thân sao tem là tem rin nha, tem rin trùm keo luôn á nè. Nhưng mà cái này về chắc phải hàng anh em ơi, nè gãy bát ha. Một bát à, bên đây thì còn ha, bát này còn à, ở đây có nứt ha nè. Đó. Có nứt có dấu dặm nè à, chỉ gãy đây chút xíu đó nha. À. Rồi tem thì tem rin trùm keo, trùm keo nhưng mà thấy trên xe đẹp quá mà tháo ra bể tùm lum hết trơn luôn. Một bát này ha, à, đâu nữa nè, chỉ thì rõ cái đi mất cầu đây. Hai bát này ha, chỉ đứt chỗ này ha. Rồi còn cái miếng bên đây thì tem nó xấu rồi, nó xuống màu rồi. Bên đây thì giải cái bát này hết nè, giờ anh em thấy hàng nha, cái bát này luôn. Ở đây luôn, miếng này hơi tệ hết nè. Thì em bán giá tệ cho anh em về lấy phôi ha, anh em hàng lại ha. Này thì lò mất cái lỗ này ha. Áo này đẹp 99 nè. 99. Chịu mưa quá trời luôn. 99 luôn rồi nè. Rồi cái mưu rùa này thì gãy hai cái móc này ha, với cái bát xào. Rồi full cái thân sau vậy em bán anh em giá 300.000 ha, tiền ship nó khoảng 50.000 hay 55.000 vậy nè, tại nó hơi có tính cồng kềnh nè. Cái này là 300 ha, nguyên cái này nè. Rồi tiếp theo ở đây đầu phi chờ 1 anh em. Đầu quay thấy có nhiều đó. Ở đây em có hai cái yên phi chờ 1 ha. Thì cái này là em thấy da nó không có rách. Đây. Nó sùi sùi không sao. Đây cái đầu tiên ha. À. Vậy anh em xài luôn ha, đỡ thì phải lợp. Thì cái này là cao su để yên đầy đủ nè ha. Đó, còn cứng nha. Này đét nhiều ta? Đét 2002. Cao su để yên đầy đủ ha. Thì cái yên này khuyến khích em mua hai cái đi. Đây một cái nữa. Cái này thì da cũng đẹp đó nè. Hai cái em bỏ vô bao luôn anh em. Đó, rồi. À, cái này thì mất tiêu hết cao su. Ủa, mất hết một cao su để yên còn mấy cái này để chảy rồi nè. Ha. Hơi tệ ha. Yên theo xe nhiều lúc nó cũng dở quá nè. Rồi hai cái này là 150.000 ha anh em, tiền ship nó chắc khoảng 30-40 vậy anh em ơi. Rồi với cho một cái bát lòng ha, bát lòng này bữa hổm có anh em hỏi nữa nè, thì nay em mới quay cái này đẹp ha, anh em về rửa dầu qua đẹp nha. 30.000 ha anh em, bát lòng phiêu chầu một, cái này nó không thông dụng nha, chỉ có phiêu chầu một mới xài thôi. 30.000. Rồi ở đây thì có một cái yên quay thái ha, yên này thì về xài luôn anh em, quên còn được ha. Cái này thì bát này ngon lành nha. Cao su đấy yên. Ở cái này đời 99 nha nè, xe 99 nè, cùng một xe luôn á, tại bữa hôm em ngồi đất em quay không được, em mới quay đứng nè. Cao su đấy yên thì đầy đủ ha. Yên này thì bán giá hơi cao nha nè, 300 nha nè, về xài luôn. Đúng rồi, da không có rách nha, 300. Quay thì xài được nhiều ha, còn yên tiêu thì không ai xài hết. Rồi ở đây em có hai cái cháo phiêu, à, không có gãy chỗ này anh em. Quan trọng nha, cái chỗ này thường thường bị gãy lắm nha. Rồi, cái này về anh em phải đánh bóng rồi nha. Quay là thấy ở trong đẹp nha anh em. Đó. Này bát móc còn nè. Kim theo xe ha. À, nghe chỗ này nó bị chế, chỗ này anh em về sửa lại nha. Nên để bắt nóc vô ha. Bắt ba kê vô. Rồi em bán hai cái ha. Anh em mua lẻ, bán chẳng thì bán chẳng luôn. Này có hơi xước lông mèo đây chút ha. Anh em về bát ra. Thủy trong đẹp hết ha, hai cái này thủy đẹp hết. Cái này thủy cũng đẹp nè. Quay kỹ cho anh em coi ha, cái này thủy đẹp hơn nè. Rồi em không biết hàng mới nhiêu nữa, em bán đại theo của em nha. À, này còn ốc luôn ha. Rồi hai cái này em bán anh em giá 150.000 ha anh em. 150.000. Tiền ship nó chắc khoảng 25.000 ha anh em. Rồi, tiếp theo cái con xe ha anh em.
Xe này thì có ít đồ bán anh em. Đồng hồ này lai kim rồi. Em cũng không biết, em nãy em thấy đèn thì nó full chức năng đó nè. Mấy cái số full đó. Ôi xe này chân chống lô nữa nè mày. Đợi em cái. Chân chống lô ha. Cái nguyên cái đồng hồ với mấy công tắc này ha. Rồi, em bán cho anh em giá 150.000 ha anh em, nguyên cái bợ rồi nè. Em rất nguyên cái bợ luôn ha, em bán cho anh em giá 150.000. Cái này lai kim nghe nè. Rồi km em chưa có test luôn không biết nữa. Em bán cho anh em tù mù vậy đi, 150.000 ha. Nguyên cái bợ đồng hồ này. Rồi. Tiếp theo là quen trước rồi đi anh em ơi. Trước này xe này bánh ngay nghe nè. Bánh ngay. Rồi cái đầu tiên em bán anh em bộ tay dây heo. Tay này rin nha. Tay rin, tay té tay này nè ha. Tay rin ha. Còn đang xài bình thường không có bị kẹt. Đế này không không anh em. Không không ha. Dây này thì em thấy còn khá nè. Ha, không bị mất khịch ha. Đa số dây phiêu ít mất khịch hơn dây quay nè. Đó, bát đẹp ha anh em. Bát cực kỳ đẹp nha. Đó. Ở đây còn chữ nè, nhưng mà dưới này không biết nó chính sơn xịt ra cái gì màu xanh xanh này nè. Đó. Rồi em sẽ bán cho anh em là dây với bát này là 300.000 ha. Bát 200 sợi dây 100 ha. Là 300. Con heo này là em bán anh em giá heo dầu này là phiêu 1 đời 2.000 hết nè. Nó gần giống với quay thái nhưng mà nó khác cái đét đóng đây ha. Quay thái đóng trên đây. Đời 2.000 hết, đang xài bình thường. Xe này đĩa riêng luôn nghe nè. Hai ngóc rồi riêng luôn ha. Rồi con heo này bán anh em giá 400.000 ha. Không có thẹo dính gì hết nè. Hồi đẹp, cái này dính nhựa nè. Em về có miếng dầu tẩm vô em rửa nha. Nãy em rửa nước không mà nên nó không sạch. 400 anh em, con heo này nó hơi mắc một chút xíu nha. 400 dí ở đây dính miếng sơn nha. 400. Rồi còn cặp phuộc này thì rẻ thôi. Phuộc chẳng 3. Xin xe này ngay ha. Rồi chẳng 3 này nếu không lỏng không băm bán anh em giá 250.000 ha. Ốc còn chấm sơn anh em. Tại rửa chưa sạch ha. 250.000. Còn cái phục trước này thì 300 ha. Ti khúc này đẹp nè. Ở trên này rổ chứ không tới. Xì nha anh em. Giờ anh em làm phốt lại nha. Giữa bán ti với cặp vỏ. Để 300 ha. Khi chờ 1 là 2.000. Cửa bên đây còn anh em không có gãy nha. Rồi cái đĩa này thì em bán anh em giá cái đĩa này đẹp nha. Đúng rồi, đĩa còn đẹp nha. Đĩa thì chưa có mài nha. Vậy cui nè nha. Em về để vô xài luôn được rồi ta. Nó có cái mí nhỏ ít rồi. Đĩa còn khá ha nè. Đĩa này bán anh em giá 200.000 nha. Còn cái đùm này em thấy có lắc lắc là nó có bị lỏng bạc đạn nè. Không phải lỏng lưng đâu anh em, về thay cặp bạc đạn là sao mà. Cái đùm này em bán anh em giá 200 nha. Có mấy ngóc rồi luôn ha, 200 thôi. Còn cái đĩa bán riêng nha. Rồi còn cốt canh với cốc này thì em bán anh em giá 200.000. Bao ship tại con tá này nó hơi đen. Canh luôn nha anh em. Cái này là xe đĩa nha anh em. Vậy anh em xài được cái xe đĩa anh em về anh em đi xi lại ha. Cốc này đang xài bình thường. Mép này còn dày nè ha. Cốc với cốt luôn là 200.000 bao ship nha. Rồi. Tiếp theo. Em bán vòng ngoài cái động nổ máy cái em bán anh em bình xăng con với củ đề luôn ha. Rồi. Xe này thì giò đạp nó hơi xấu nè. Ốc số 8 cực kỳ vip luôn ha. Nhưng mà giò đạp chỗ này nó mất xi nhiều nè ha. Chỗ này nó có bị mất xi. Xài bình thường. Này có hơi bị sắc xiên chút xíu ha. Còn thắng thì lô rồi. Không tính, bị chân trống người ta thay rồi, thay còn thắng lô luôn. Rồi em bán cho anh em giò đạp với cần số nha. Cần số này thì bữa nay em chưa có mở ra luôn. Nhưng mà em nghĩ là cái đầu này nó đẹp anh em ha. Rồi giò đạp cần số này là 200 ha anh em. Cái này về anh em cắt gai lại cái là đẹp thôi chứ không có gì hết ha. Cần đạp cần số là 200. Gác chân 2 tầng. Khung con đầy đủ nè. Này chân chống nghiêng này giờ khả năng là rin nha em nè. Hai màu sơn này ha, mà ta đắp hơi xấu anh em về gọt lại ha. Em bán anh em giá 200.000 bao ship đi. Cái chân hai tầng này 200.000 bao ship nha anh em. Rồi. Tiếp theo là ba nắp lốc. Ba nắp lốc này là đời thấp, nó ký hiệu giống y chang như quay thái nè. Nó vẫn là khả năng cao, nó vẫn là KFL F trừ 2 gì đó, kiểu đại khái là vậy ha nè. Ba nắp này em bán anh em giá 450.000 bao ship nha, gồm nắp lửa, đuôi cá và nắp nồi. Đã tiếp. Rồi 450.000 em bao ship luôn hết anh em.
Rồi tiếp theo là cặp các chân. Em vòng vòng cái rồi em nổ máy, em test nồi rồi em bán luôn cái bô ha, cụ đề. Bô này bô rin khá nghe nè. Rồi cặp các chân này thì bán anh em giá này bên đây à. Bên đây rin nè nè. Nhưng mà giờ anh em mới thay cao su nghe, người ta có chim gì nè. Nhưng mà cái mắt nó còn này không đến nổi ha. Cặp các chân. Các chân này đẹp nghe nè. Luôn bách sắt ha. Bên đây à. Bên đây cũng rin mà có hơi thẹo dít nhiều rồi nha. Rin nè. Xe này còn khá ở dính nước, em rửa chưa sạch. Rồi cặp cái chân này bán anh em giá 150.000 thôi, tại lý do nó không được phép ha. Luôn bách sắt ở trong anh em, cực kỳ rẻ nghe nè, giá này không có thể nào bớt được nữa nha. Rồi tiếp theo là gấp hộp sên. À, gấp ở chỗ này nó có lỗi nè ha, giống như kiểu dù cây sên đó nè. À, của cái hộp sên chứ, lỗi nè ha. Em chưa có tháo ra nữa, giờ em bán tù mù cho anh em vậy luôn. Khả năng là không có lủng rồi đi. À. Mất tem mày tem bày màu luôn anh à. Gấp này sơn rin nha. Còn khá. Ủa hộp sơn này sơn rin luôn. Gấp này đẹp anh em. Gấp này không để gấp hàng mới ta, thấy bóng quá ta. Để em kiểm tra lại bán tù mù cho anh em, nếu hàng mới thì em bán cũng giá vậy cũng đâu có đến nổi nào đâu. Rồi gấp hộp sơn này em bán anh em giá 400.000 bao ship nha. Gấp hộp sơn 400 bao ship. Lỗi nhiêu đây thôi nha. Còn nhìn lại thì thấy được hết nè. Để hỏi em quay mấy kia cho anh em coi ha. Đó, 400 bao ship nha nè. Nếu này gấp hàng alpha mới thì xài bình thường anh em, Vivu có gì đâu nha. Xe này sườn xấu nè, được cái máy ngon bù lại. Rồi tiếp theo cặp phục sao, hiện tại không có xì nhưng mà em bán em không có bao ti. Đây nè, chân còn đẹp nè ha, ống đẹp. Phục này khả năng là tiên là thấy màu tối tối không biết. Mà kệ đi. Phục sao mà cứ đẹp đẹp về bán 350.000 hết em. Cặp phục sau này 350, cặp phục này chưa có ai dặn hết. Rồi tiếp theo là đèn hậu anh em. Đèn hậu này đẹp nha. À, giờ anh em xúc ra thôi, đầy đủ hết. Cái này mất miếng kiến nên kiếm cho anh em cái miếng kiến ha, không có nứt bể gì hết nè. Và cái đuôi này đẹp nè ha, hai ốc hai con có đủ cho anh em luôn ha. 100.000 hết em. Đèn hậu này 100.000, em sẽ kiếm miếng kiến ở dưới này cho anh em ha. Có thế cha gì diễm có chứ cái đó có nè. Rồi cái cản này 100.000 hết nè. Được nè. Cản này có một cái lý này khỏi xi nè nè. Hai chỗ này có hơi rập rập chút xíu ha. Rồi. Nay quay còn sớm nè, anh em thấy rõ ha. Rồi. 100.000. À, tiếp theo là học bình. Học bình rừng nước, đuôi biển số. Học bình này còn tem hết em, xài chung được quay ha. Mày thái cũng được luôn mà tặng cái tem mình tặng tiếng Việt thôi, xài chung được. Rừng nước này em không biết nha, rừng nước này nó khác nha nè. Rừng nước này cũng tương đối là được nè. Ủa nó dính gì ta? À. Đường số. Đó. Rồi combo này là 150.000 ha. Anh em có lấy cái cốp này em tặng luôn, cái cốp đời này nó không có cái thùng lên em, nó giống như kiểu alpha. Anh em có lấy em tặng luôn ha. Là vẫn là 150.000 ha. Anh em mà có ráp phiêu ráp ha. Rồi mô pin anh em, mô pin này tại chủ nó gắn ngược anh em, không có nứt nha. Rồi 2.000 luôn à, nhờ vậy thấy được đét luôn. Rồi 250.000 anh em, dây dài tới bên đó luôn nha. Rồi IC sạc chớp là le. IC này là 0.1. Sạc là 1.4. Ha. Rồi le đề ha. Le đề đi thôi ta. Rồi le đề lô anh em ơi. Rồi combo này bán anh em giá 600.000 ha. Đi xe sạc chớp là le, rồi đen luôn nha. Không phải đi nè, rồi le này thấy cái bao nó không phải đi nè. 600.000 hết em. Đúng, anh về em mua cục sạc có hết 100 rồi. Thì em tặng cho anh em thêm cục chớp nữa. Rồi. Bình xăng lớn. Bình xăng lớn này thì báo xăng này có dấu nối rồi nghe nè. Còn đang hoạt động bình thường ha. Đó, rồi nắp thì nắp rin. Nắp rin feature 1 ha. Ba chốt này không có lỗi gì hết. Đó. Có luôn cái thùng của bình xăng luôn ha. Đó. À, bên đây còn được nè. Bên đây cũng còn được nè ha. Luôn ống xăng hết nè. Bán anh em giá 200.000 bao ship nha nè. 200.000 bao ship mà. Thôi bán anh em giá 150.000 đây, ship anh em trả đi. Ship khoảng 25.000 anh em. Bao rẻ luôn anh em. Ở cái bình này không cũng cả trăm rồi ha. Rồi 150.000. Xe này thì không có nhiều đồ nè. Bán ít đồ. Rồi giờ tới em test cụ đề ha. Bình xăng con,
với bộ nồi với cây bô ha. Chủ đề là bao anh em là im ha. Nè. Rồi củ đề này em bán anh em giá 400 ngàn ha, tiền ship anh em tự lo nha. Củ đề future 1 dây nhợ đầy đủ nè, như có cái bát luôn, dễ nằm trong đó vậy nè. Nè nó còn cái bát nè ha, nó còn cái bát của dây điện nè, tại cái thằng thợ nó không biết, thợ không biết con ráp ẩu quá nên ráp cái bát ra nha. Còn đủ ha, bao da có rách thì vậy thôi, bao da cũng còn được hết, bao da cũng còn được hết anh em. Rồi củ đề này 400 ha, mình cũng còn được rồi ha. Rồi combo bình xăng con này là từ co xăng nè, bình xăng con nè, bô e này không có trầy nha nè, được nha. Bô e này xài chung anh pha được ha, chỉ dư cái dè thôi, anh em gọt cái dè là xong. Rồi combo này bán anh em giá 750 ha, bán tù mù hết nè, bao garanti anh em ha, garanti những mức nè, 750 ngàn ha anh em, bao ship cho anh em luôn nếu anh em chưa khoản đủ ha, bao ship luôn. Rồi cái bô này thay cổ rồi nha nè, cái bô này thay cổ rồi, lai hai con ốc này ha, hai ốc này đúng ra là hai ốc kia mới đúng ha, bô Gucci này ha, còn đẹp hết nè. Thì em để em kiếm cho có hai ốc kia, em dặn em mở ra em để cho anh em đi, em có nè mấy cái bô mà người ta bọc rồi, có trầy đây chút xíu ha. Rồi ok, đích cực kỳ đẹp luôn á nè, chỗ này có bị cấn nha nè, cấn chút xíu nè, không phải lủng nè. Bô này thì cho anh em đắp vô xe mọc bán ha, chứ mua bô mới dở lắm rồi nè. Bô này em bán anh em giá 300 nha, 300, lâu lâu mới có cái bô đẹp đẹp đó nè, còn như mà lủng hết trơn. Rồi củ đề cái bô bình xăng con rồi, tép bộ nồi hết nè, nồi đi đi ngon nè, càng số 2 ha. Hơi hơi anh em chứ không có hú gì nghe nè, phiêu một nó vậy hết nè. Rồi bộ nồi là đang đi ngon ha, bộ nồi luôn cần muỗng nè, em bán anh em giá 500 ha, là anh em về cái việc lắp vô, em không bao nha, giá này thì không có bao gì hết nè, nó trên xe nó hơi hơi thôi, hơi nhẹ. Tại xe này trên chống lô nên cái bánh nó đụng luôn anh em, cái sườn không có lỗi nha. Rồi bộ nồi luôn cần muỗng ha, bán anh em giá 500 ha, gồm nồi trước nồi sau máng nhớt. Rồi vô cái dây ấy nữa rồi, vô cái dây điện bên cái jack IC nè, vô cái dây điện bên cái công tắc nè, bó tay làm nó không tắt được chứ không gì hết. Rồi con xe này còn cái gì nữa ta, để nhiều lúc quên. Rồi hết rồi anh em. Còn bộ giấy này thì sườn mục rồi, có gì đem bán anh em 4 mảnh đi, 14F5 ha, 1026 ha, cà vẹt biển số với số khung với lốc số ha, 400 ngàn hết anh em, bao rẻ anh em, giờ cho anh em về vô xe mất giấy hay cái gì đó, vô xe cày bừa gì đó muốn lên 110 á, chủ yếu mình lấy cái lốc á, cái lốc em bán 300-400 rồi nè. Rồi con xe này chỉ có nhiêu đó đồ thôi, thì mong được anh em ủng hộ ha. Để mơ mốt gì mơ đi đám cưới ngày nữa, chắc ngày mốt em mới rạc con quay thái anh em ơi. Rồi thân chào anh em ha.